Đa số chúng ta đều nghĩ rằng hổ răng kiếm, tê giác có lông và voi ma mút đều là tuyệt chủng toàn bộ khi kỳ băng hà kết thúc. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế. Con người đã săn đuổi voi ma mút hàng ngàn năm để lấy thịt, đồng thời sử dụng xương và ngà của chúng để xây nhà, chế tạo công cụ. Ma mút dần dần biến mất trên lục địa, loài người cũng ra khỏi hang động, bắt đầu xây dựng những nền văn minh đầu tiên. Họ chẳng còn thấy con voi ma mút nào nữa, thế nhưng sự tồn tại của chúng chưa kết thúc. 6.000 năm trước, voi ma mút vẫn còn sinh sống ở Canada và Alaska. 4.000 năm trước, đảo Grenzo ở vùng biển Bắc vẫn còn in dấu chân voi ma mút. Điều thú vị ở đây là loài voi này vẫn hít thở bầu không khí trên hành tinh này sau khi kim tự tháp Giza ở Ai Cập đã hoàn thành được vài thế kỷ. Video này, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về loài voi khổng lồ có lông này nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi! Những gì chúng ta biết. Voi ma mút với cái tên khoa học là Mammut, thuộc loài Mammutus, một loài voi cổ đại có hình dáng khá giống loài voi ngày nay đã bị tuyệt chủng. Chúng tồn tại trong thời Pliocene vào khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Loài sớm nhất được biết đến là Ruminus với phạm vi sinh sống trải rộng khắp châu Âu cho tới Trung Quốc. Voi ma mút có cân nặng khoảng từ 6 đến 10 tấn, tuổi thọ của chúng được ước tính lên đến xấp xỉ 80 năm. Voi ma mút cao từ 3 đến 3,3 mét, thân hình hơi dốc ngược về sau bởi vì chân sau của chúng ngắn hơn chân trước nên toàn bộ trọng lượng của chúng đều dồn về phía sau. Chân chỉ có 4 ngón, kém 1 ngón so với voi hiện nay. Chúng có một phần vai to và nhô cao với một lớp da đen tuyền, đôi khi pha lẫn nâu hoặc nâu đỏ và nâu vàng. Voi ma mút có bộ lông dài gần 50cm phủ khắp cơ thể, sâu bên trong là một lớp lông tơ ngắn và mịn. Bộ lông này rất dày và rậm rạp. Nhờ có lớp áo khoác lông hai lớp giúp chúng giữ ấm tốt hơn trong khí hậu lạnh giá với nhiệt độ có thể xuống âm độ C. Răng của voi ma mút rất dài, cong quặp vào trong, dài nhất lên đến 5cm. Các răng lớn, sắc cạnh, thích hợp cho nghiền nát cỏ, có ngà dài và cong. Vòi của voi ma mút có hai chỗ lồi giống như một ngón tay, một ở phía trước và một ở phía sau giúp chúng dễ dàng túm lấy cỏ. Các loài voi ma mút có thể được nhận dạng từ một số các gờ men răng trên răng hàm của chúng. Các loại nguyên thủy có ít gờ và số lượng gờ dần dần tăng lên khi các loài mới tiến hóa và thay thế các loài cũ. Người ta chỉ biết rằng các răng hàm của chúng với 8 đến 10 gờ men răng, một quần thể đã tiến hóa đạt tới 12 đến 14 gờ men răng, chia tách và thay thế cho loài sớm hơn trở thành Meridionalis. Sau đó, chúng bị thay thế bởi voi ma mút thảo nguyên hay còn gọi là Trogontheri với 18 đến 20 gờ men răng là loài đã tiến hóa ở Đông Á. Các loài voi ma mút phát sinh từ Trogontheri đã tiến hóa răng hàm với 26 gờ men răng. Voi ma mút sống ở đâu? Loài voi ma mút có lẽ đã sinh sống trong các quần xã sinh vật đồng cỏ thưa, môi trường thảo nguyên, lãnh nguyên lạnh ở Bắc Bán Cầu là lý tưởng để voi ma mút phát triển thịnh vượng do các nguồn thức ăn nó cung cấp. Nhiều con voi ma mút được phát hiện sống tại những vùng đảo như Grenzo, Pole và vùng Alaska hay lục địa châu Mỹ. Loài voi ma mút này rất ưa chuộng các loài thực vật đặc biệt là cỏ, ngoài ra còn có một số loài thức ăn khác như lá cây, bụi rậm, liễu và linh sam. Người ta phát hiện đống phần của loài voi ma mút Columbia được tìm thấy trong hang động ở Utah chứa nhiều cỏ. Chỉ 5% là gỗ và hoa quả hay các mảnh xương rồng, gỗ cây xô thơm, bạch dương và sam xanh. Ước tính voi ma mút tiêu thụ khoảng 180kg thức ăn mỗi ngày. Phát hiện thú vị. Theo một nghiên cứu mới, voi ma mút lông và người Neanderthal có các đặc điểm di truyền tương tự nhau. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các gen di truyền giống nhau này cho phép cả hai loài phát triển mạnh mẽ trong môi trường lạnh giá. Cả hai loài đều có thể truy tìm nguồn gốc nòi giống của mình về châu Phi, nhưng voi ma mút lông thì lần đầu tiên xuất hiện ở lục đại Á, Âu khoảng 600.000 năm trước, trong khi người Neanderthal xuất hiện ở châu Âu và phân tán ra lục địa Á, Âu khoảng 450.000 năm trước. Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv gần đây đã so sánh bộ gen của hai loài, nghi ngờ rằng môi trường sống chung là nguyên nhân cho những đặc điểm di truyền tương tự của cả hai.
Người Neanderthal là loài người cực kỳ khéo léo, sống ở cùng và lai giống với người Homo sapiens hàng nghìn năm trước. Khả năng thích nghi cho phép họ phân tán ra nhiều nơi ở châu Âu và lục địa Á Âu. Nhưng nghiên cứu mới nhất gợi ý rằng họ sở hữu những đặc điểm di truyền giúp họ phát triển mạnh mẽ trong những môi trường lạnh giá. Ran Bakai, giáo sư khảo cổ học tại Tel Aviv cho biết người Neanderthal và voi mammut cùng sống ở châu Âu trong kỷ băng hà. Bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã săn và ăn thịt voi mammut hàng chục nghìn năm và thật sự phụ thuộc về mặt thể chất vào calo từ voi mammut để thích nghi thành công. Người ta có câu, bạn là những gì bạn ăn. Điều này đặc biệt đúng với người Neanderthal. Họ ăn thịt voi mammut, rõ ràng họ cũng giống với voi mammut về mặt di truyền. Bakai và Maydad Kislev đã so sánh ba biến thể di truyền hay các gen tương ứng ở cả voi mammut và người Neanderthal đều có liên quan tới khả năng thích nghi với thời tiết lạnh. Một trong các biến thể ảnh hưởng tới sự sinh nhiệt và sự tích trữ mỡ, một gen tương ứng khác kiểm soát việc sản sinh keratin, biến thể thứ ba ảnh hưởng tới sắc tố da và tóc. Phân tích được nói chi tiết trên tạp chí Human Biology tuần này cho thấy các biến thể xuất hiện từ các đột biến giống nhau và được tìm thấy ở những vị trí tương tự trong các nhiễm sắc thể tương ứng. Kislev cho hay, các quan sát của chúng tôi cho thấy khả năng giống nhau giữa vô số biến thể phân tử dẫn đến những đặc điểm biểu sinh thích nghi với cái lạnh giống nhau của hai loài. Cả hai đều tiến hóa từ một số tổ tiên châu Phi ở lục địa Á Âu. Những phát hiện đáng chú ý này đưa tới bằng chứng chứng minh cho luận điểm liên quan tới bản chất của tiến hóa hội tụ thông qua sự giống nhau về phân tử, trong đó có những sự tương đồng về các biến thể di truyền giữa các loài thích nghi. Vì sao chúng tuyệt chủng? Người ta cho rằng con voi mammut cuối cùng biến mất ở châu Âu và Nam Siberia vào khoảng 12.000 năm trước đây. Tuy nhiên, gần đây có những khám phá dẫn đến kết luận là chúng còn sống ở đó khoảng 10.000 năm trước đây. Không lâu sau đó, voi mammut biến mất khỏi Siberia. Những nghiên cứu mới đây về trầm tích tại Alaska cũng cho thấy voi mammut còn sống ở lục địa châu Mỹ 10.000 năm trước. Hòn đảo xa xôi tại Bắc Băng Dương ở phía đông bắc của Siberia được xác định là nơi yên nghỉ của những cá thể voi mammut cuối cùng trên thế giới. Nghiên cứu mới này cho thấy có những con voi mammut ở đây sống lâu hơn những cá thể cùng loài ở Bắc Mỹ và châu Âu khoảng 7.000 năm trước khi bị tuyệt chủng. Cho tới nay, người ta vẫn chưa thể giải thích được chính xác nguyên nhân tại sao voi mammut bị tuyệt chủng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng có thể do thời tiết nóng lên khoảng 12.000 năm trước đây, các tảng băng tan ra khiến cho mặt biển dâng lên, môi trường sinh sống của voi mammut cũng do đó mà bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, đấy chỉ là phỏng đoán bởi trong nhiều giai đoạn ấm đã xảy ra trong kỷ băng hà trong nhiều triệu năm nhưng không gây ra tuyệt chủng cho các loài sinh vật này. Voi mammut tuyệt chủng do khí hậu thay đổi hay bị con người săn bắt quá độ vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. Con người đã từng bắt đầu tiêu thụ thịt voi mammut khoảng 1,8 triệu năm trước đây. Có dấu hiệu ở Ukraine cho thấy con người dùng xương voi mammut để xây nhà. Theo Viện Khoa học Sinh học tại Mỹ khám phá ra rằng xương voi mammut nằm lại trên mặt đất và sau đó bị các con voi mammut khác dẫm lên cũng mang những dấu vết tương tự như là bị tác động từ con người. Do đó, nguyên nhân này vẫn chưa thể kết luận. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Quaternary Science Review, những con voi mammut sống trên đảo Grenzel không chết vì những nguyên nhân tương tự với các con voi mammut khác. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng những con voi mammut này bị cô lập và dẫn đến tình trạng cận huyết, từ đó làm suy yếu sự đa dạng di truyền của chúng. Điều này dẫn đến việc giảm khả năng thích nghi của voi mammut với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hòn đảo nhỏ biệt lập nép mình giữa Nga và Alaska. Các hòn đảo này đã bị tách khỏi đất liền khi nước biển dâng cao do những thay đổi địa chất. Các nhà nghiên cứu cho rằng nơi trú ẩn của những con voi mammut cuối cùng chính là đảo Grenzel. Vừa rồi là những thông tin về loài voi mammut mình muốn gửi đến các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhóm chúng mình trong tương lai. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm về video loài nào, hãy cho chúng mình biết thêm ở dưới phần bình luận nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.